Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy cắt cỏ nha. Cái máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Maruyama và nó có tên là BCS32 các bạn. Cái BCS32 này thuộc hệ súng cối nha các bạn. Nó sở hữu cái nòng là 38 ly và dung tích xi lanh là 32cc. Với tầm làm vườn của mình rất là khỏe các bạn ha. Nó mang một cái chụp giật trợ lực nha. Chụp giật trợ lực. Giật rất là nhẹ nhàng luôn các bạn, mới chét luôn. Đẹp long lanh luôn. Nó mang một cái chế hòa khí quanh rồ hai kim nha các bạn. Rất là đỉnh cao luôn. Chế hòa khí quanh rồ hai kim. Dòng máy nắp xăng kính ha. Nắp xăng kính nó có lỗ thông hơi riêng các bạn. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng với nhớt các bạn. Xăng cộng với nhớt. Với tỷ lệ khoảng 50cc trên lít cho tới 60cc trên lít nha các bạn. Tùy theo cái máy mình ra khói nhiều khói ít mà mình có thể gia giảm cái mức nhớt ha. Nhiều nhớt. Nhiều quá thì nó hay bị đóng khói mùn riêng nha các bạn. Nhưng mà chuyện đó cũng không hề gì, mà ít là cái máy sẽ rất là mau hư ha. Ít nhớt máy sẽ rất là mau hư do nó không đủ bôi trơn, nó làm cho sơ mi bạc bê tông mình nó chống mòn ha. Nó không có hư hại liền đâu các bạn, ít nhớt nó hư hại với cái cách mà nó hư từ từ, các bạn không có phát hiện được ha. Nhưng mà ít nhớt là mau bay nòng. Nhiều nhớt quá thì nó có thể nó đóng cái buji nó làm cho khó nổ ha. Nhưng mà vừa phải cỡ khoảng 50-60cc là ok các bạn. Các bạn phải có một cái chút xíu kinh nghiệm về xài nhớt như thế này nha. Nếu giả dụ như mình mua nhầm cái lon nhớt dỏm, giả dụ nha, thì khi các bạn pha 60cc, 70cc thì cái máy bạn không hề gì. Nếu các bạn mua nhầm cái lon nhớt dỏm, các bạn pha 40cc tức khắc máy mình bay nòng liền ha. Như thế cho nên khi nào mình cũng khuyến cáo các bạn trung bình là 50 ha. Nó dầu gặp nhớt dỏm đi chăng nữa nó cũng không hư hại mình, máy mình đến đổi ha. Nhưng mà nếu mà gặp nhớt dỏm mà các bạn pha 40cc, 35cc là cái máy mình hoàn toàn là hư hỏng rất là nặng luôn ha. Do đó là các bạn cứ pha nhớt khá khá cho mình đi ha. Máy mình sẽ rất là bền. Đây các bạn quan sát xem ha. Chế hòa khí quanh rồ hai kim này. Rất là đỉnh cao luôn các bạn. Tuyệt vời luôn. Chế hòa khí quanh rồ hai kim nói chung các bạn ha. Nó chạy là các bạn chỉnh cái tốc độ cao nè. Chỉnh được cái tốc độ thấp nè ha. Chỉnh cái tốc độ cao cho vừa xăng nha. Là máy chạy rất là bốc, rất là ngon ha. Made in Japan trong lốc luôn nha các bạn. Đây, made in Japan ha. Các bạn có thể quan sát kỹ ha. Đây, made in Japan ha. Số series nó đây, nằm đây luôn ha các bạn. Đây, số series đây ha. Nó chạy một cái tum rồi. To nha các bạn. Bố lớn, bố đại nha. Tum lớn, bố lớn. Các bạn quan sát cái tum nhìn ghiền luôn ha. Rất là đã luôn ha. Tum lớn, bố lớn. Ốc ép rồi còn vàng ngính rất là đẹp các bạn. Đây, bộ lửa nó đây ha. Máy rất là tuyệt ha. Chẳng tin. Đây, các bạn quan sát tiếp ha. Đây, Maru ha. Maru về để theo cái mẫu chữ Trung Quốc ha các bạn. Maru theo đề theo một chữ Trung Quốc. Các bạn đừng có lầm tưởng nha, đề theo mẫu chữ Trung Quốc, tại vì Nhật nó lấy cái ngôn ngữ của nó từ Trung Quốc sang nha các bạn, cho nên nó rất là nhiều cái mẫu chữ của nó rất là giống mẫu chữ Trung Quốc nha. Chứ các bạn đừng có lầm tưởng là chữ này là chữ Trung Quốc nha, không phải chữ Nhật đấy.
chữ Nhật nó có một số chữ khác chữ Trung Quốc nha, cho nên mình giờ nhìn vô mẫu tự Trung Quốc với mẫu tự của Nhật thì mình có phân biệt liền ha. Ha. Đây. Tay nắm nó đây, dây ga nó đây ha. Dây ga này có tích hợp công tắc cho nên nó luồn vào một cái ống để ruột ngựa nè, rất là đẹp ha. Đây, để bảo vệ cái dây ga của mình và cái dây điện ha, dây điện công tắc đó các bạn. Đây đây là công tắc ha, đây, công tắc đây, tay ga đây, nhật hết nha các bạn, nhật từng chi tiết nhỏ luôn, móc dây đeo đây các bạn. Đây, cùm nó nè, rất là to đùng luôn ha, ốc ác lớn luôn. Tay nắm phía trái nè, tay nắm phía phải nè, các bạn quan sát kỹ xem, rất là đỉnh cao luôn. Maruyama biết em ha. Cái chân cỏ của nó to đùng luôn. Đặc biệt cái cùi này rất là dữ, cái cùi rất là to nha. Có chén trong dính cỏ phía dưới nè, úp lên ha, chén tiện nha. Rất là kín đáo luôn, không có nhét cỏ vô được ha. Không có nhét cỏ vô được. Ở đây nó có cái lỗ chốt đây các bạn. Cái lỗ chốt này ha. Cái lỗ chốt này các bạn xây về hướng này nha. Về hướng vô mở bò nè, các bạn sẽ chốt cái dao này được cho nó đứng một chỗ để các bạn dễ tháo lắp ha. Và ở dưới này nó có chống mài mòn luôn các bạn. Đây chống mài mòn nó giữ kín con ốc này ha, không có lòi con ốc ra. Mặc dù nó có chống mài mòn này á, thì các bạn rất là khó tháo dao ha, nhưng mà đổi lại á, thì nó sẽ không bị mòn con ốc. Còn nếu các bạn cứ bỏ cái chống mài mòn này ra không hề gì hết các bạn, thì cái các bạn tháo lắp dao rất là dễ ha, cà lê mỏ lết gì mình cũng tháo được ha. Còn nếu mà có chống mài mòn á thì các bạn phải dùng cái tiếp các bạn mở mới được ha, tại vì nó sâu ở trong này ha. Cái chống mài mòn này mình đã nhắc lại nhiều lần rồi nha, nó không có quan trọng, quan trọng là chống dính cỏ chứ không chống mài mòn này không thành vấn đề. Dầu mòn ốc thì mình thay ốc khác thôi, bây giờ thiếu gì ốc các bạn, rất là nhiều ốc, mình không có lo cái chống mài mòn này ha. Có thì nó lâu mòn ốc, không có thì chẳng hề gì hết. Quan trọng là cái chống dính cỏ nè, khít khao ha, nó không bị nhét cỏ, nó không bị dính cỏ vào đây để nó làm đứng cái lưỡi của mình ha. Đấy, dao này dao Makita ha, rất là uy tín luôn các bạn, thông số kỹ thuật nữa đó. 300 nhân 1.5 nhân 80 nhân 1 chấm nhân 25 ly 4 thông số kỹ thuật đó. Đấy các bạn. Nhưng mà mình nói cái máy này, cái dao 3 tấc này nó không hơi hám gì nữa. Mình cắt dao nhỏ quá nó ăn xăng các bạn. Do nó sử dụng không hết lực của nó ha. Mình phải dùng dao 3 tấc rưỡi mới vừa. 3 tấc rưỡi 38 mới vừa ha. Còn 4 tấc thì nó bị hú các bạn. Dao 4 tấc nó hay thường bị hú lắm. Mình xài có 3 tấc 8 là vừa. Máy đẹp tuyệt vời luôn. Made in Japan trong lóc ha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem. Một con máy không có chê vào đâu được hết á. Nòng này các bạn nhìn xem nè, chưa có đụng tay vô nha. Rất là đẹp luôn. Thôi đó đó các bạn, dày của nó nè, trắng muốt luôn. Thôi ha, các bạn. Bạn giật rất là nhẹ nhàng nha, máy 38 ly cho em bé giật cũng nổ nữa ha. Các bạn quan sát xem mình kỹ nhịp nè. Chưa hết dây là nổ rồi các bạn. Còn ngắn rồi nha. Ở đây nó cũng có nấm bơm xăng mồi ha các bạn. Chế qua khí quanh rồ thì bơm ở dưới này, nhưng mà nó rất là ổn các bạn ha. Nghe gió ở đây ha. Rất là nhạy nổ luôn nha. Kéo kẻ kéo nhẹ nó là nổ rồi. Rồi mình nổ lớn cho các bạn xem nha. Máy chạy rất là bóng, rất là mạnh mẽ luôn các bạn. Các bạn
thấy nó đề ba một cái ghê ha. Rất là đã, rất là êm ái luôn. Cần láp này 26 ly nha các bạn, cần láp 26 ly. Cần láp rất là to ha. Cần láp 26 ly là vừa các bạn. Đối với máy lớn 26 ly là vừa, 28 ly quá lớn do đó nó gây mình nặng lắm, không có tốt. 28 ly nó nặng lắm các bạn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Maruyama 38 ly đến đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.